Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn chưa ngâm ớt với nước mắm bao giờ thì quý vị và các bạn hãy xem video này. Sau 3 phút là quý vị có thể làm được. Trước hết là nguyên liệu thì quý vị xem: ớt, tỏi, đường, nước mắm ngon. Chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Thế còn đây là ớt. Ớt mình đây là ớt xanh Đà Nẵng. Còn quý vị có thể dùng các loại ớt khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ phải rửa sạch, sau đó để khô nước nhé. Tỏi chúng ta sẽ bóc ra. Nên quý vị có thể sử dụng nguyên cả cái nhánh tỏi sau khi bóc, hoặc là có thể thái lát. Ớt sau khi đã để ráo hết nước rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái cuống đi và cho vào bình lọ thủy tinh nhé. Tất nhiên là cái ớt này thì quý vị chọn lựa những cái quả nó không bị dập nát, nó tươi ngon. Một là chúng ta để cả quả như này, hai là quý vị có thể thái ra và bỏ bớt hạt đi. Tỏi cũng vậy, tỏi quý vị có thể để cả nhánh hoặc là thái lát nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho nước mắm. Nước mắm mình sẽ chọn loại nước mắm ngon nhé, nước mắm thừa của dân miền biển đấy. Ta sẽ đổ nước mắm vào trong một cái nồi và cho đường vào. Lượng đường này mục đích để cho nó giảm bớt cái độ mặn của nước mắm thôi quý vị ạ. Cho nên là tùy khẩu vị quý vị nhé, cho nhiều hay ít. Sau đó ta sẽ đun lên. Sau khi đun sôi thì chúng ta sẽ tắt đi và để nguội. Sau khi nước nguội ta sẽ đổ vào trong lọ. Và như vậy chúng ta sẽ có một cái lọ ớt ngâm nước mắm rồi quý vị. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ miễn phí nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.